Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai có đặt em bộ HK10 và micro BM900. Đây là cách ghim dây của em, đầy đủ hết ha. Clip của anh còn kèm theo chân kẹp và tai nghe nữa nha. Đó, chân kẹp mic và tai nghe kiếm âm nữa. Và em đã gắn sẵn, chỉnh sẵn cho anh, cứ nhìn cái clip này anh ghim nhé. Rồi em test cho anh một đoạn ca khúc Trở Về Các Buổi Cuộc Đời. Test cho anh trai khách hàng ở Khương, xã Thanh Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai. Ca khúc Các Buổi Cuộc Đời, sáng tác Hà Sơn, Bếp Trọng Hiếu, Tông Nam La Thứ. Bản thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm chân gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay chân. Đời là khi anh cấp nguồn lên á, cái mặt cười màu xanh dương là chế độ mình hát clip hoặc là thu âm nha, nhớ mặt màu xanh dương giùm em. Còn khi mình nói chuyện á, nó chớp là cái độ nhạy mic bắt tốt nha, bóng đèn nó chớp là cái mic mình rất là hút âm nha. Ví dụ anh mở nguồn lên màu khác nè. Nhớ màu xanh dương cho em nha. Còn bên đây anh nhắn nhầm không sao, 16 cái chế độ vang nha. Màu xanh dương. Xanh dương, 4 xanh dương nha. 4 cái độ xanh dương. 4 chế độ màu trắng đó nha anh nha. Không sao nha, nhắn nhầm không sao. Vừa cái giọng của mình, màu đỏ này ít vang nè. Màu đỏ này vang ít nè. Màu xanh đọt chuối nè. Nói chung là màu xanh đọt chuối này hát tăng cổ, hát dòng nhạc trẻ thì ok. Anh nhớ giùm em màu xanh dương này hát cho nó vang nhiều ha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh ở Khương, cảm ơn anh trai khách hàng ở xã Thanh Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nha. Cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ K10.